Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia thì gặp 10 người phong củi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Còn 9 người kia đâu? Sao không thấy trở lại để tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này? Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một cái bài học về cái sự biết ơn, về lòng biết ơn. 10 người phong củi được Chúa chữa lành, thế nhưng chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa, để tôn vinh Chúa. Còn 9 người kia ở đâu? Chúng ta thấy đôi khi hoặc là nhiều khi trong cuộc đời chúng ta nằm ở trong số 1/10. Và cũng có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta nằm ở trong số 9/10 còn lại vô ơn. Và chúng ta thấy cái sự biết ơn, lòng biết ơn nó rất quan trọng trong cuộc sống mỗi người chúng ta, và nó làm cho chúng ta lớn lên. Và chúng ta cũng có một cái kinh nghiệm có thể đó là những cái kinh nghiệm đau lòng, kinh nghiệm gọi là xương máu, là nhiều khi mình giúp cho vật, vật nó trả ơn, còn giúp cho người, người nó báo oán, không biết trả ơn, vô ơn ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, rồi còn quay lại để mà hại chính chúng ta. Và cũng biết đâu rằng trong số chúng ta lại là có người cũng đã từng sống như thế. Đó là một điều thực sự đau lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nghe cả hai bài đọc hôm nay, chúng ta thấy những người mà trở lại để mà tạ ơn Chúa, để mà chúc tụng Chúa, thì lại là người dân ngoài. Vì vua xứ Syria, ông Na-aman, được chữa lành cũng bị bệnh phong củi, được chữa lành, được tiên tri của Chúa, được người của Chúa chỉ cho tắm sông Giô-đan 7 lần, và ông được sạch. Ông đã trở lại để phúc đáp với người của Thiên Chúa và đã dành cái lòng tôn kính của mình cho Thiên Chúa. Rồi trong bài tin mừng, người Samaria quay trở lại tạ ơn Chúa, còn 9 người kia không biết tạ ơn. Quay trở lại cái câu chuyện mà chúng ta thấy 10 người thay vì xin Chúa chữa lành cho mình thì họ
thưa lên rằng: lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Và chúng ta thấy tại sao người ta không lại dùng cái câu là: lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho con, hay là chữa bệnh cho con, cho con được khỏi bệnh phong cùi, mà lại dùng cái câu: lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi. Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta, khi nào chúng ta cần đến lòng thương xót của nhau? Thưa rằng khi chúng ta gặp những cái đau khổ, đau khổ về thể chất, đau khổ về cả tâm hồn nữa, chúng ta cần đến sự thông cảm, sự nâng đỡ, sự che chở, sự tận tình giúp đỡ, để chúng ta vượt qua những cái lúc khó khăn đó. Thì những cái lúc đấy chúng ta thấy mình rất cần đến cái lòng thương xót của nhau, và nhất là lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chữa lành không chỉ tâm hồn mà cả thể xác. Thế họ đã thưa lên: lạy Thầy Giêsu, xin thương xót tôi, thương xót chúng tôi. Và rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài chữa lành cho 10 người phong cùi. Thế nhưng mà một cái việc chữa lành của Ngài cũng hết sức tế nhị. Ngài cũng không có đụng chạm đến họ, rồi Ngài cũng không có một cái cử chỉ nào để chữa lành cho họ. Thế nhưng lại là một cái sự chữa lành. Bởi vì chúng ta thấy những cái người như vậy đó, họ dễ bị tổn thương lắm, mỏng manh dễ vỡ lắm. Cho nên cần cái sự tế nhị. Những cái người đau khổ cần đến lòng thương xót của người khác. Thế nhưng chính họ cũng dễ bị tổn thương. Cho nên Chúa dùng một cái việc chữa lành hay đi trình diện với tư tế. Mà chúng ta biết cái người Do Thái đó, những người bị phong cùi là bị cô lập khỏi cộng đoàn, không chỉ đau đớn về thể xác mà thôi, mà còn đau đớn cả về cái tinh thần, bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn, không được hội nhập với cộng đoàn, phải tránh xa ra vào những cái nơi hoang địa. Và chính họ khi mà thấy những cái người lành, họ phải la to lên: ô uế, ô uế, để người ta biết, để mà tránh họ ra, để khỏi bị lây nhiễm. Đau đớn thể xác, đau đớn về tinh thần, bị loại trừ. Cho nên họ là người cần nhất lời lòng thương xót, sự nâng đỡ của mọi người. Cho nên chúng ta thấy ngay từ đầu câu chuyện đó, họ xin Chúa nhưng mà họ không đến gần, họ đứng ở đằng xa để cầu nguyện với Chúa, để xin Chúa thương xót họ và Chúa chữa lành cho họ. Hãy đi trình diện với tư tế. Và trình diện với tư tế là cách thức để báo cho cộng đoàn biết, để các tư tế xác nhận với cộng đoàn là những người này đã được khỏi rồi, được sạch rồi, được lành mạnh rồi, và họ có thể trở lại để hòa nhập với cộng đoàn. Cho nên Chúa nói họ đi trình diện tư tế thì đồng nghĩa với việc Chúa đã chữa lành cho họ. Và cái câu chuyện đó chúng ta thấy 10 người nhưng mà chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa thôi. Còn 9 người kia đâu? 9 người kia khi lãnh nhận được ơn rồi, vui mừng rồi, quên mất Chúa luôn. Và rồi chúng ta cũng nhận ra một điều, nhiều khi đó, trong đau khổ, trong thương, đau khổ cuộc đời, cùng cực cuộc đời, thì chúng ta nhớ đến Chúa, để chúng ta nhớ đến nhau, cần cái sự trợ giúp của nhau, cần sự nâng đỡ của Chúa. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thành công, chúng ta vượt qua những cái khó khăn, chúng ta vui mừng, những lúc đó thì nhiều khi chúng ta quên Chúa và chúng ta quên cả nhau nữa. Và sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta phải xét mình lại. Biết đâu đó trong cuộc đời, biết đâu đó trong một cái lúc nào của cuộc đời, chúng ta giống như 9 người kia, vô ơn, bỏ đi, không biết tạ ơn Chúa, không biết tri ân cái người đã từng giúp đỡ cho mình. Và chúng ta thấy đó là cái sự phản bội nữa. Và con người chúng ta được gọi là con người
được gọi là một cái loài vật thượng đẳng, thưa quý bạn chị em. Và thượng đẳng nó hơn tất cả mọi loài vật khác là bởi vì con người chúng ta có cái lòng biết ơn và biết thể hiện cái lòng biết ơn đó đối với cái người làm ơn cho mình. Chúng ta thấy trong những con vật ấy, nhiều khi nó không biết ơn. Và một trong những con vật mà mình cảm thấy nó biết ơn mình đó, nó là con chó, phải không cơ? Chúng ta khi chúng ta nghèo nó cũng vẫn biết ơn, nó vẫn quẫy đuôi, phải không? Khi chúng ta cho nó ăn, khi chúng ta đi đâu về. Và cũng có một cái bài diễn văn mà gọi là được cái tờ báo New York Times được bình chọn là một trong bài diễn văn hay nhất trong 1000 năm, là bài diễn văn nói về con chó. Và cái người mà làm cái bài diễn văn đó là một cái luật sư, Graham Vest. Ông ta đã dùng cái bài diễn văn đó để nói trong một cái phiên tòa để xử về một cái vụ án cái người hàng xóm giết con chó của cái ông Sack Burden. Và cái bài diễn văn đó làm im bặt cái khán phòng cái tòa án ngày hôm đó, và đã bảo vệ thành công cho thân chủ của mình là ông Sack Burden. Ông ấy kiện cái người hàng xóm nó giết cái con chó của ông. Quý ông bà anh chị em có thể tìm ở trên mạng cái câu chuyện, cái bài diễn văn hay nhất trong 1000 năm, nó sẽ ra cái câu chuyện đó. Nói về sự trung thành của con chó, người ta quý mến con chó. Thế nhưng mà chúng ta để ý quay trở lại, nhiều khi có những người chúng ta cảm nhận có thể là không bằng một con chó, và chúng ta thấy cái điều đó nó nguy hiểm lắm. Con người chúng ta được gọi là con người thượng đẳng, cao hơn tất cả các loài vật khác, bởi vì trong đó chất chứa cái sự biết ơn và biết thể hiện cái lòng biết ơn của mình dành cho nhau. Thế nhưng mà chúng ta cố gắng sống làm sao để mình trở nên cho dù một cái phần nhỏ bé kia, một phần mười người biết quay trở lại để tạ ơn Chúa, để mà biết ơn nhau, chứ đừng để mình phải vô tình hay là đau đớn vì phải nằm trong số 9 còn lại. Việt Nam mình có nhiều cái câu nói mà chúng ta nghe có thể là đau lòng. Ăn cháo đá bát hay là qua cầu rút ván, là những người chỉ những người không có biết thể hiện cái lòng biết ơn của mình dành cho những vị ân nhân, những người mà đã từng giúp đỡ mình. Và chúng ta thấy trong cuộc đời mình, nhất là những lúc khó khăn mà có người giúp cho mình, họ trân trọng mình, họ trân trọng cái tình cảm dành cho mình, cho nên họ sẵn sàng giúp đỡ mình. Vì yêu thương mình, họ sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Thế nhưng khi mà mình vượt qua khó khăn rồi, khi mình thành công rồi, mình có khi nào nhớ đến họ hay không? Có khi nào có một cái cử chỉ nào, nghĩa cử nào để mà thể hiện cái lòng biết ơn của mình dành cho họ hay không? Đôi khi chúng ta cũng phải hỏi. Nhiều khi chúng ta dễ quên lắm. Khi đau khổ thì dễ nhớ, nhưng mà khi mà thành công rồi, khi mà có được điều kiện nó tốt hơn rồi, nhiều khi chúng ta quên. Và một trong những cái mà cuối năm gần Tết đó, người ta hay nhắc nhau nhất đó, quý ông bà anh chị em biết là điều gì không? Hay nhắc mà thấy trên mạng nó hay đăng đó, đó là ai còn mắc nợ thì trả nợ đi. Đòi nợ đó. Có nhiều người khi khó khăn mượn nợ, người ta sẵn sàng, người ta cho mượn, người ta giúp cho mình. Thế nhưng mà mình quên mất trả nợ cho họ. Trả nợ cũng là một cái thể hiện cái lòng biết ơn. Khi khó khăn người ta giúp cho mình,
Mà cho dù mà mình như thế nào đi chăng nữa thì tới cái lúc mà tới hạn thì vì lòng biết ơn mình phải trả nợ cho họ. Chứ không phải là mình cứ tôi vẫn còn khó khăn tôi không trả. Không phải. Tới hạn là phải trả. Thì đó là thể hiện cái lòng biết ơn. Bởi vì biết đâu người ta cũng khó khăn đó. Có những lúc người ta khó khăn, người ta cần. Hoặc cho dù không khó khăn đi nữa thì cái tới hạn cũng phải trả. Thế đó là thể hiện lòng biết ơn. Có nhiều người không trả là quỵt luôn. Và chúng ta thấy, và chúng ta thấy là không phải dễ dàng người ta cho mình mượn tiền đâu. Cắn răng cho mượn tiền, phải không? Nhiều khi người ta cũng vay mượn của người thân, cho mượn tiền giúp để vượt qua, giúp chúng ta vượt qua cái khó khăn. Thế là chúng ta phải nghĩ, phải trân trọng cái tình yêu đó, cái sự quý mến đó. Và còn nhiều cái chuyện khác nữa chứ không chỉ có chuyện mượn tiền mà thôi. Cho nên cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta được Chúa nhắc cho chúng ta cái bài học về lòng biết ơn. Chúng ta đừng bao giờ quên ơn Chúa, và chúng ta cũng đừng bao giờ quên ơn nhau. Trong cuộc đời có nhiều cái biến cố xảy ra, thế nhưng sự biết ơn, lòng biết ơn nó giúp cho chúng ta được lớn lên, được vững vàng trong cuộc sống này. Chính vì vậy chúng ta hãy trân quý tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Và chúng ta thấy cái lời tạ ơn tốt nhất chúng ta dành cho Chúa đó, đó chính là cái thánh lễ hàng ngày chúng ta dâng. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thánh lễ đó, chính Chúa Giêsu, Ngài là con của Thiên Chúa, và Ngài cũng chính là hiến tế, là của lễ dâng lên để mà tạ ơn Chúa Cha. Và thánh lễ chính là một cái lời tạ ơn tốt nhất, đẹp nhất chúng ta dâng cho Chúa. Trong những lúc nào mà chúng ta nhớ tới Chúa, chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta hãy đi lễ, dâng tất cả những cái khó khăn, những cái gì đó mà chúng ta để tạ ơn Chúa, thì chúng ta hãy đi lễ cầu nguyện. Rồi chúng ta biết ơn nhau. Trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái cách mà chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn. Nói cái lời cảm ơn. Cảm ơn người giúp cho mình. Cha đi nước ngoài cho thấy một cái nghĩa cử nhỏ thôi người ta cũng cảm ơn. Một đứa bé nó cũng biết cảm ơn. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta dạy cho nó luôn luôn nói những cái lời cảm ơn. Và ba cái từ mà người ta hay nhắc nhất đó là xin lỗi, làm ơn và cảm ơn. Mình mở một cái cửa cho người ta thôi, người ta cũng cảm ơn. Một cái hành vi nhỏ thôi chứ không phải là, chưa phải là một cái việc lớn nữa, vẫn phải cảm ơn. Thế thì chúng ta hãy tập cho mình cái sự biết ơn, thể hiện lòng biết ơn qua cái lời nói cảm ơn mỗi lần chúng ta được người khác giúp đỡ. Rồi cái lòng biết ơn nó còn thể hiện qua cái lối sống của chúng ta nữa. Nhiều khi chúng ta biết ơn bố mẹ bằng cách chúng ta sống tốt, không làm phiền lòng bố mẹ, không làm cho bố mẹ phải đau khổ, phải phiền lòng vì chúng ta. Đó cũng là một cái hình thức của chúng ta biết ơn bố mẹ. Hay là một người học trò biết ơn thầy cô của mình, thì người học trò đó chăm ngoan học tập, thăng tiến con người của mình và không phụ lòng thầy cô. Đó là một cái cách biết ơn. Hay là chúng ta biết ơn nhau khi chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho nhau, khi chúng ta hay là khi gặp cái khó khăn nào đó, trả ơn bằng việc chúng ta giúp đỡ lại, chia sẻ lại. Nhiều cách để chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Cho nên trong cái ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ là kẻ vô ơn giống như 9 người còn lại. Hãy là một người biết quay trở lại chúc tụng tạ ơn Chúa. Và nhất là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng cần đến cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người, thì chúng ta cũng hãy biết ơn nhau, hãy dành những cái nghĩa cử tốt đẹp dành cho nhau, tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Amen.